Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay nhiều vùng biển vẫn sẽ duy trì gió đông bắc mạnh, tàu thuyền hoạt động trên biển cần chú ý để đảm bảo an toàn. Cụ thể đối với vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý và Côn Đảo, ngày hôm nay gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, độ cao sóng từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Ngoài gió mạnh sóng lớn thì khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận cần đề phòng lốc xoáy kèm theo mưa dông. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 cũng được đưa ra cho hai huyện đảo ngoài khơi, đó là huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa. Độ cao sóng ở đây từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc hôm nay đã giảm xuống, chỉ còn ở mức cấp 5. Nhưng quý vị vẫn cần lưu ý đến mưa ở phía Nam Vịnh, khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Bình. Tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Nam Du và Thổ Chu. Ngày hôm nay sóng gió khá là ổn định, dự báo gió ổn định ở mức cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Bản tin xin được kết thúc tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.